Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ kiện hành chính về đất rừng xảy ra trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã mở 7 phiên tòa xét xử vụ án này, song phải tạm hoãn đến 3 lần vì lý do vắng mặt một số bên liên quan và chưa đủ chứng cứ tài liệu. Trong khi chờ kết luận của tòa án vào ngày 17 tháng 12 tới đây, thì chính quyền tỉnh Bắc Giang đã lên tiếng trước các cơ quan báo chí về vụ kiện này, đồng thời lý giải về nguồn gốc đất, quá trình sử dụng đất rừng và những cuốn sổ xanh cấp chồng lấn lên đất rừng của lâm nghiệp. Tuy nhiên, cả luật sư và người dân đều phản bác ý kiến này và cho rằng cuốn sổ xanh vẫn đang có giá trị pháp lý, thậm chí vay được cả vốn ngân hàng thông qua những cuốn sổ này. Phóng sự sau sẽ lý giải rõ hơn ý kiến của những người trong cuộc. Hơn 20 năm qua, cầm trên tay cuốn sổ xanh này, ông Tụng vẫn đi vay ngân hàng được hàng trăm triệu đồng. Thế nhưng gần đây, ông Tụng và hàng trăm hộ dân huyện Yên Thế mới biết cuốn sổ xanh này nằm trong diện đã thu hồi từ năm 1996 vì Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế cấp sai, cấp trồng lấn lên đất rừng của lâm nghiệp từ năm 1993. Đất nhà tôi có sổ như thế, quyền ổn định 30 năm mà chưa hết hạn sử dụng mà tôi vẫn làm như thế nhưng lâm trường đuổi. Đáng chưa có bất cứ một quyết định nào để hủy cái việc này đi. Còn cái công văn 26 mà thu hồi thì nó cũng không có đảm bảo giá trị pháp lý. Cái thứ ba là việc Ngân hàng Nông nghiệp huyện Yên Thế đã chấp nhận cái sổ đấy làm cái cơ sở để cho vay thì đấy là một cái chứng minh cụ thể về tính pháp lý của nó. Và tại phiên tòa thì đại diện huyện cũng đã nói rằng là những cái sổ nào mà còn mà không bị trồng lấn thì vẫn có thể pháp lý. Giải thích về nguồn gốc đất đang tranh chấp, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Giang cho biết, từ năm 1963 cho đến năm 1993, tỉnh Bắc Giang giao hơn 15.700 hectare rừng nguyên sinh cho Lâm trường Hoàng Hoa Thám quản lý, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế. Trong quá trình sử dụng đất, lâm trường này đã buông lỏng quản lý, bỏ hoang nhiều diện tích đất rừng để người dân tự ý phá rừng trồng hoa màu để sinh nhai. Đến năm 1993, khi thực hiện chính sách 327CT của Hội đồng Bộ trưởng về khuyến khích người dân phủ xanh đất trống đồi núi trọc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc cũ, nay là tỉnh Bắc Giang, đã ra quyết định số 745/CT thu hồi 9.170 ha đất rừng của Lâm trường Yên Thế, chuyển sang cho người dân địa phương. Các cơ quan cấp xã, kiểm lâm và ban quản lý đề án của huyện Yên Thế đã giao khoán đất rừng cho người dân và đề xuất phải cấp sổ xanh để khuyến khích người dân tham gia. Thì cái giấy chứng nhận quyền đất phải do cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền là cái cơ quan quản lý đất đai ở trung ương ban hành theo mẫu thống nhất. Như vậy là cái giấy này nó cũng không hẳn là giấy chứng nhận quyền đất, nó cũng không hẳn là một cái quyết định giao đất, tức là về mặt hình thức và kể cả mặt nội dung nó cũng không đảm bảo theo cái quy định pháp luật tại thời điểm đó. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cho biết sẽ xem xét giải quyết đối với các hộ dân được cấp sổ xanh đang kiện quyết định số 35 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Và tỉnh Bắc Giang chỉ chấp nhận những sổ bìa xanh nào được cấp không trồng lấn lên diện tích đất rừng của công ty Lâm nghiệp Yên Thế. Tuy nhiên đến nay, phía tỉnh Bắc Giang vẫn chưa có bản đồ, tài liệu nào để chứng minh được nguồn gốc đất đã cấp cho người dân trồng lấn lên đất lâm trường cho cơ quan báo chí và tòa án.